Tại thành phố Đà Nẵng, thay vì phơi nông sản trên bạc hay mái nhà, một số tổ hợp tác và hộ sản xuất nấm trên địa bàn đã áp dụng công nghệ sấy bằng năng lượng mặt trời để bảo quản sản phẩm. Nếu như trước đây, để có được một ký nấm khô, ít nhất mỗi ngày hai lần, những thành viên của tổ hợp tác này phải leo lên mái nhà để phơi. Thì khi áp dụng sấy khô sản phẩm bằng năng lượng mặt trời vào sản xuất, người sản xuất nấm tại đây không còn phải bỏ nhiều thời gian và sức lao động cho công đoạn này. Không tốn nhiều chi phí lắp đặt, đặc biệt là không tốn bất cứ chi phí nào cho việc vận hành. Hệ thống này có thể xế mọi loại nông sản, làm giảm những thất thoát sau thu hoạch và tăng thu nhập cho người nông dân.